Cách chạy quảng cáo tệp số điện thoại trên Facebook. Đầu tiên, để chạy quảng cáo tệp số điện thoại ở trên Facebook, chúng ta bắt buộc phải sử dụng tài khoản doanh nghiệp, chứ còn tài khoản cá nhân thì sẽ không chạy được. Vì vậy nên nếu như các bạn chưa có tài khoản doanh nghiệp, chúng ta hãy vào cái đường link business.facebook.com và chúng ta bấm vào mục tạo tài khoản doanh nghiệp ở đây. Tiếp theo, ở trong trình quản lý cho doanh nghiệp, chúng ta sẽ bấm vào tab tài khoản quảng cáo ở cột bên trái. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào nút thêm, và lúc này các bạn sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất đó, chúng ta tạo tài khoản quảng cáo mới trực tiếp thuộc quyền kiểm soát của tài khoản doanh nghiệp. Và lựa chọn thứ hai đó là chúng ta sẽ thêm trực tiếp cái tài khoản quảng cáo cá nhân mà các bạn đang sử dụng để chạy quảng cáo vào trong tài khoản doanh nghiệp, và lúc này tài khoản doanh nghiệp sẽ chiếm quyền sở hữu cái tài khoản quảng cáo cá nhân này. Tài khoản quảng cáo cá nhân sẽ không còn sở hữu của con Via nữa. Lưu ý, những tài khoản quảng cáo cá nhân được thêm vào doanh nghiệp bằng dòng thứ hai và có cái dòng chữ là thuộc sở hữu cá nhân như thế này thì sẽ không thể chạy được tệp số điện thoại nhé. Sau khi đã tạo xong cái tài khoản quảng cáo hoặc là thêm cái tài khoản quảng cáo cá nhân vào bằng dòng một thì các bạn sẽ bấm vào cái mục tất cả công cụ ở cột bên trái. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến mục đối tượng. Ở trong phần đối tượng, các bạn sẽ bấm vào nút tạo đối tượng, và sau đó chúng ta sẽ bấm vào tab đầu tiên là tạo đối tượng tùy chỉnh. Và tiếp theo các bạn chỉ cần bấm chọn nguồn là từ danh sách khách hàng, rồi chúng ta bấm tiếp. Tại phần danh sách của bạn có cột giá trị khách hàng không thì các bạn sẽ chọn không, và sau đó chúng ta lại tiếp tục bấm vào nút tiếp. Ở phần này các bạn sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ tải lên cái file Excel hoặc là file TXT có chứa toàn bộ thông tin số điện thoại khách hàng ở trong đó. Hoặc thứ hai là chúng ta sẽ dán trực tiếp vào cái ô ở bên dưới ở cái phần lựa chọn thứ hai này. Sau khi tải lên tệp số điện thoại thì các bạn sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất đó là chúng ta chạy quảng cáo lại trực tiếp đến cái tệp số điện thoại đó. Hoặc thứ hai là chúng ta sẽ tạo ra cái tệp lookalike, tệp đối tượng tương tự từ tệp số điện thoại của các bạn để có thể tìm kiếm được nhiều đối tượng tương tự giống với cái tệp của các bạn hơn, từ đó cải thiện cái hiệu quả của quảng cáo.